nước ngoài mới về đó nha. Nước ngoài mới về nó vậy đàng hoàng, tao không hiểu kìa. Ngoài nước ngoài người ta biết bao nhiêu phòng khám, người ta không khám đó, ta về đây ta khám ông đó ông ơi. Ừ. Dịch lưng ấy. Chinh dịch, chinh dịch. Quay cái lưng lại. Ờ đúng rồi, quay lưng lại. Đẩy cái lưng luôn hả? Đừng bê á. Quá rồi. Bác sĩ cái này đúng, đúng bất ổn luôn rồi. Bác sĩ thằng bí quá không cho thấy mặt luôn. Trời ơi. Lăn cái mông luôn đó hả? Giữa ban ngày mà bạn nó mưa luôn ha. Chà. Không, cái này là chuyên môn cao lắm á nha. Khó lắm á, khó làm cái này lắm á. Ừ. Tam bây giờ hả hồng cho tôi đo thêm có không? Đo thêm cái nữa coi. Tam bây giờ tiếp cái miệng lại. Tôi đo lấy mũi. Đo lỗ mũi. Khó lắm. Không. Nâng mũi luôn. Nâng gì? Hai chị em đâu hả? Hai chị em đâu rồi? Em gái thì thẩm thì viện. Thẩm thì viện đâu đâu? Ở đây nè. Ủa ai chạy? Bác sĩ. À chào hai người chúng đẹp. Đây là cái bảo ở đâu nè? Hết kỳ nó đặt ổn nè, thấy chưa? Thấy rồi, sửa chưa? Ông hai người tôi là thấm gì đây? Bác sĩ nè, ở đâu rồi trời? Đẹp cho em tôi. Sửa khách đẹp phải không? Tao bây giờ chuyện tới giờ tới chúng ta đồng vào. Thôi bác sĩ nâng nâng lấy dịu đi nhưng cũng quá vậy làm cho em tôi cho bác sĩ người ta có phòng mạch bác sĩ ngoài bụi lụm trên cái này là đồ đo cho bác sĩ thử đo hả thử hàng hả cái lấy gì hả trời ơi. Cái gì vậy bà? Cái gì bác sĩ này đồ ngay đồ bác sĩ này đồ ngay lạ lạ không ta căng rồi nha à đó 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 rồi đo cái thước đang biết đang làm đó trời cái này đúng bất ổn thiệt ơi ở không chuyện ê sao chạy rồi kìa làm quá người ta chạy rồi kìa chạy kìa bác sĩ từ từ bác sĩ gì đâu mà chưa gì hết trơn mà làm người ta chạy mất tiêu bác sĩ hả mà xin lắm đừng ngăn trời ơi đừng ngăn chưa thám thì không có gì hết trơn á nè nè bác sĩ ơi từ đó giờ hả được bao nhiêu người vậy rồi hả cũng như là sở chăm sóc khách đẹp á được bao nhiêu người rồi à khám được 20 người rồi à. Đúng rồi hai người 20 người đó lại đây khám sao thì khám của mình đo chắc sửa chắc bẹp đắp da đo bụng hơi đo ngực hơi đo lưng rồi đo đủ hết trơn chỗ nào mà cần nâng thì nâng còn chỗ nào mà mình cần ốp vô thì ốp ha lấy ra lấy ha dạ đúng rồi phòng khám này ngoài trời ha dạ phòng khám mà không có tiền khám miễn phí khám miễn phí luôn hả kìa miễn phí có người rồi kìa nè sao để cái bất ổn là sao vậy bất ổn nữa hả ủa cái mà trưởng là nó không muốn khám không thì trái bên em em cứ làm bất cứ được tất cả luôn em làm cho mấy anh đẹp luôn cạo dâu cũng có nè ngủ răng cũng có nè khách tới trang người đẹp ok quá vui nha em khám gì khám đi khám cái gì da mặt da bằng thẳng khăn miệng không có gì cân lạc không có gì khách tân đạo hả dạ à quên bây giờ tới tôi khám trước đi bây giờ khám gì rồi khám trước đi đo cái mặt đo cái mặt rồi cái này đo bằng tương tư không ha cái này giống cất nhà quá ta đo đâu dưới bụng mà hút mở bụng trời đo đâu dưới đó rồi chỉ giật một cái mặt luôn kìa càng quá càng quá càng quá cái đó là đẩy da mặt cho láng đúng không cái này là cũng như là làm mẫu trước mẫu trước trời ơi căng da tay luôn hả quá rồi còn chỗ nào nhăn nữa không chị chừng luôn đó cái này lăn bê hả cái gì nữa vậy đò định nói ra thêm cái gì tính gà gà đâu dưới đó hả ủa tút 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 trên ơi thấy bác sĩ này sao rồi xin ơi nhắm làm được cho em mình không trên ê giật cái giò kìa làm được không cố
Bao bao cái này cô khám sức khỏe đi chị, để chị ăn được ngủ được cho nó ngon ha. Ờ khám răng coi. Khám răng sao? Ờ khám răng luôn, tờ khám toàn bữa nay khám tổng quát luôn ta. À. À thôi được rồi, cái răng là đi sao ăn lỡ rồi. Nhổ răng luôn. Ba, ăn ba cái dầu mỡ vô và không trời răng. Không nói chút mỡ cho nó dịu. Ừ. Thôi chị bắt tôi đã sáng rồi bây. Có mặt ra không ổn rồi. Đó gì nữa hả? Cái gì vậy, cái gì vậy, cái vụ gì vậy? Thằng thằng hôn em tôi rồi giá ra. Thôi vừa nói mà. Thôi chị cứ giá ra để tôi khám em chị. Được không? Quên không? Quên được không? Quên không qua thôi. Ngoài nước ngoài mới về đó nghe. Nước ngoài mới về nó vậy đàng hoàng tao không hiểu kìa. Ngoài nước ngoài người ta biết bao nhiêu phòng khám người ta không khám đó, ta về đây ta khám ông đó ông ơi. Được. Ơi, hay thôi. Đó. Dịch 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 dịch. Dịch lại coi. Chinh dịch, chinh dịch. Quay cái lưng lại. Ờ đúng rồi, quay lưng lại. Đẩy cái lưng luôn hả? Lưng bê á. Quá rồi. Bác sĩ này, này quá, đúng bất ổn luôn rồi. Bác sĩ thằng bí quá không cho thấy mặt luôn. Ôi. Lăn cái mông mưa đó hả? Giữa ban ngày mà bạn có mưa luôn ha. Bác sĩ. Dạ. Không, cái này là chuyên môn cao lắm á nha. Khó làm cái này lắm á. Ừ. Phan bây giờ hả hồng cho đo thêm có hả? Đo thêm cái nữa coi. Phan bây giờ tiếp cái miệng lại. Tôi đo lấy mũi. Đo lỗ mũi. Thấu lắm. Nâng mũi luôn. Nâng mũi là mũi à. Cái lỗ mũi bị chó ăn thì sao? À, nhưng mà thấy mới mẫn cũng là người vừa xinh đẹp. Không mong chú nắm được chữ cho không cần lấy tiền á. Không lấy tiền. Không miễn phí luôn hả? Mà nó vàng đó. Đo đo. Mạnh luôn. Trời ơi, đi khám bệnh cũng đeo vàng dữ ha. Dạ rồi, đừng ngăn đi dạ rồi. Mất xa tay luôn hả bác sĩ? Bấm mẹ, bấm mẹ. Bấm mẹ đi, mất xa tay rồi. Dạ, bác sĩ này hay à. Đi nghe hả? Bác sĩ này tài quá tài. Vậy em cứ là gì à? Lá ngọc cành vàng đó. Lá ngọc cành vàng, chân ướt hay mềm ướt ha. Bác sĩ này thấy quen quen ta. Bác sĩ này thấy quen quen ha. Không à. Bác sĩ này thấy quen lắm à. Chà, tới gì nữa đây? Gì nữa, tới gì nữa? Tôi chưa giữ kỹ rồi đó. Tới đồ nghề gì nữa? Đo nữa. Đo cho kỹ kỹ, ăn đóng cho nó vừa phải không? Đo cho kỹ kỹ, đóng thước tắc cho nó vừa phải không bác sĩ? Ra đỉnh, ra đỉnh, ra đỉnh. Sao bà bệnh nhân không có cảm xúc gì nha chạy. Đỡ lăn nữa hả? Thấy đó, đó quá ta. Tới công chị với bệnh nhân nghe. Thấy cái chị này đi làm đẹp mà như cái mặt căng quá thôi. Cái này giống cái ông lính lính quân yên vậy đó ha. Bao 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 bây giờ đừng lăn, đừng lăn. Ra hẳn cái tay ra giữ dân coi tờ bạc coi. Dạ nghe. Tờ bạc coi. Dạ nghe. Đo từ cái tay luôn hả ta? Bác sĩ nè, thợ may với đồ. Thợ may. Đi vô khoảng 18 khớp. Ôi, bác sĩ này chuyên đóng cái vuông vuông cái gì nè. Rồi xong mà đóng luôn. Rồi chứ bác sĩ không dữ hả? Dạ, hả? Kéo rồi, kéo rồi, kéo rồi. Đồ bố cho tôi. Gán 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 đi làm đẹp mà ừ, gán 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 đi. Gán đi, trời ơi. Cô giáo đi để chúng tôi đi giường ăn nghỉ. Ờ đâu, đâu phải ai muốn gặp bác sĩ này là dễ đâu. Kỳ này là mình đẹp lên là mình sẽ có chồng luôn đó. Được thuốc, được khám rồi cho bác sĩ ơi, đưa thuốc cho bệnh nhân. Thuốc bác sĩ ơi. Nè nè, có hợp thì tôi tặng luôn. Rồi tôi trả thưởng cho tôi khuyến mã luôn đó mọi người. Khuyến mã luôn, khuyến mã luôn. Rồi có hợp này là không phải có dụng anh ăn cơm chưa? Gì mới kêu chị giờ kêu anh gì trời. À, làm à chị chứ. Em chưa. Chưa vậy ăn cơm đi ăn mà bữa nay ăn liền uống liền nha. Cháo dương, triệu dương, cháo dương, cháo chín giờ mình ăn xong mình cho mình ngủ có một. Em đúng không? Đúng. Trời ơi có đầu đó thì có não nó không có bị gì. Mà có ăn cháo ăn chậm mà nó khờ khờ chút xíu nữa. Bây giờ có mắt lại, cho tôi chửi có đầu có xong. Hỏi luôn, hỏi luôn. Bác sĩ này quá đẳng cấp luôn. Bác sĩ này quá. Bác sĩ hay quá. Giờ đó, đỉnh xong rồi đó, xong rồi đó. Rồi còn nhớ gì không? Hỏi coi bệnh nhân rồi, còn nhớ gì không? Bệnh nhân khỏe chưa, bệnh nhân khỏe chưa? Còn nhớ gì không được không?
Con hết nhớ hay gì? Con nhớ tôi không? Con nhớ con dắt 12 giờ đêm. Thắm ăn ở trời. Dắt 12 giờ đêm mới hả? Còn hỏi bệnh nhân còn nhớ gì không? Cái gì đó cái mặt nó. Phan. Kể gì mới đúng. Rồi bác sĩ có nâng cái mặt của bé lên không? Nâng cái mặt này không không? Có nâng mặt lên được không? Được. Tìm nào nâng? Măng liền nè. Măng liền luôn. Căng liền luôn, căng liền luôn. Chị giá nhiêu ăn nó vô nó giá như hả? Miễn phí nay vậy thôi. Trời ơi, tao kêu căng nhà mặt ở đâu dối tay vậy? Trời ơi, phán ra luôn chứ. Phán cái tay luôn hả? Không, có làm mình đợi mình phán tay. Phán cái tay ăn cho mặt đợi, hả? Đợi mới mở đi lấy chồng. Phán cái tay từ từ chạy lên cái mặt ha. Rồi Trinh ơi, coi bác sĩ này được không ơi Trinh ơi? Rồi. Tôi thấy cái này là cái như là tháo cái bảng. Tháo cái bảng được rồi. Bác sĩ chị sao mà ai cũng chơi hết trơn hả? Quá trời, tôi thấy không có được rồi. Không êm rồi. Trời ơi. Kìa. Em từ lúc trước đẹp giòn thử thấu quất như con mơ cây. Rồi sao? Rồi. Dục cái bảng luôn. Bất ổn luôn. Trời ơi, đây nè. Rồi dục cái bảng bác sĩ bất ổn luôn rồi. Em từ giờ thấu quất. Vậy ra vậy. Đây. Bác sĩ làm vậy đó hả? Đi. Bác sĩ sửa vậy đó hả? Rồi đi luôn, đi luôn rồi, giận luôn rồi. Chị bệnh nhân mà lại tháo cái bảng luôn. Tháo cái bảng luôn. Không mấy kêu em lại sửa lại đi. Thôi lại sửa lại rồi. Nghỉ rồi. Rồi, vậy là bác sĩ bất ổn rồi.